Em chào anh Cảm nhá. Dạ vâng. Hôm nay em đến là em gửi cái phần tiền của cái anh ở Thanh Hóa. Anh không nói tên. Dạ vâng. Thì anh có gửi cho anh 2 triệu. Em xin được gửi lại cái tiền này cho anh. Cảm ơn anh khán giả ở Thanh Hóa đã quan tâm giúp đỡ bản thân tôi với các đồng đội, tôi xin cảm ơn nhá. Dạ vâng. Gặp bác Liên, bác đi chăn trâu ở đây thì em xin được gửi cái số tiền là anh, một cái anh ở Thanh Hóa nhưng mà anh giấu tên. Vâng, anh có gửi về cho anh 2 triệu. Em xin được gửi cái phần tiền này lại cho anh. Cảm ơn dạ. Những anh em đồng đội. Dạ vâng. Luôn nhớ đến chúng tôi. Dạ. Chúng tôi xin cảm ơn nhé. Dạ dạ. Báo cáo với anh Giới cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi kênh Lính Chiến, thì thực sự để kênh được phát triển đến ngày hôm nay thì đó là một cái công ơn rất là to lớn. Đó là cái sự đóng góp của khán giả, vừa là tinh thần mà cũng vừa là vật chất. Thì thực sự kênh cũng làm được rất là nhiều việc. Nếu như các bạn mà đã xem kênh Lính Chiến từ đầu đến giờ thì sẽ biết được là kênh Lính Chiến làm những gì trên đấy. Cái phần này thì tôi cũng không muốn nói lại. Bởi vì nói lại thì bởi vì là cái thế hệ như các em thì lại phải mang ơn các anh rất nhiều, nhớ ơn các anh rất nhiều. Nên là những cái gì các em làm được thì nó chỉ là một cái phần nhỏ mang cái chất động viên thôi. Nên là thực sự là những cái thành tích mà kênh đạt được thì em cũng không muốn nói ra. Thực sự với quý vị là các bạn là như vậy. Nhưng mà để đạt được đến cái ngày hôm nay như thế, cũng đã tổ chức đưa được 2 đoàn cựu binh sang thăm lại chiến trường xưa rồi vào năm 2023. Nhưng mà năm nay thì kênh cũng sẽ tổ chức là đưa anh Minh và anh Giới quay lại chiến trường xưa để thăm lại chiến trường xưa. Thì việc đầu tiên rất mong quý vị và các bạn ủng hộ, vừa là vật chất vừa là tinh thần. Thì tôi sẽ có cái số tài khoản tôi để ở góc màn hình, thì quý vị khán giả mà ủng hộ cái chuyến đi này thì có thể là chuyển khoản vào đấy, hoặc là gọi điện trực tiếp cho tôi để biết thêm thông tin và chi tiết. Thế thì qua cái video này cũng biết được rằng là khán giả Campuchia cũng xem trên cái kênh này, đặc biệt là các anh bộ đội Campuchia cũng hay theo dõi. Thì rất mong là khi chúng tôi sang đến đất nước Campuchia, cũng rất là mong được là các anh ở Campuchia, đặc biệt là anh Bòng Sô Văn rồi là Bòng Thanh, là những người đã rất nhiệt tình với kênh và đã giúp đỡ rất nhiều. Đặc biệt là có cái kỷ niệm rất là sâu sắc đối với kênh trong cái chuyến đi vào năm 2023. Thế thì cho đến bây giờ thì kênh vẫn có hoạt động bình thường. Ký ức người lính thì nói nó còn dài, còn nhiều các anh cựu chiến binh còn rất là nhiều kỷ niệm. Nhưng mà kênh thì thực sự cũng là một cái kênh nó phát triển không phải là lớn, nên là cái tầm ảnh hưởng nó cũng chưa rộng. Mà cái thu nhập của kênh thì thực sự là nó còn quá ít, còn hạn chế, và nó rất còn quá ít để không thể là đảm bảo cái vấn đề là giúp đỡ các anh cựu chiến binh nghèo được. Chỉ chẳng qua là động viên thôi, rồi là cái kinh phí để đi lại hoạt động. Nên là rất mong quý khán giả là có cái tinh thần tích cực ủng hộ giúp đỡ. Thứ nhất là giúp đỡ các anh cựu chiến binh đó, về cuộc sống, rồi là về cái ký ức của các anh. Và thứ hai nữa là giúp đỡ kênh. Thì hôm nay mời anh Giới lên đây thì cũng mong anh Giới là chia sẻ lại những cái năm tháng đó. Bởi vì anh Giới ngày xưa là công tác ở bên Campuchia tới 10 năm. Mà nó chia ra thành 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu là tham gia chiến đấu với tiểu đoàn 3 và trung đoàn 7. Đấy, nó trục thuộc vào quân khu 7. Đấy, nhưng mà cái giai đoạn hoa 24 năm 80 trở đi cho đến năm 89 thì anh lại được giao nhiệm vụ là đi học và sau đó là làm công tác chuyên gia cho bác xây dựng chính quyền. Thì trong cái xây dựng chính quyền thì phải nói là một cái nhiệm vụ nó cũng rất là phức tạp. Đã nói rồi, bởi vì là thù trong giặc ngoài, rồi là thực ra là lính Pol Pot nó cũng là con em của nhân dân Campuchia. Dân Campuchia cả. Nhưng mà do cái nhận thức nó lệch lạc đi, rồi là phải đi theo Pol Pot. Tất nhiên đi theo Pol Pot thì nó có nhiều cái nó tác động đến trong cái thời kỳ Pol Pot nó cầm quyền.
Đấy, không đi thì cũng không được. Không được chứ. Không đi thì nó giết cả gia đình. Vâng. Nó làm hệ lụy đến cả hệ thống, cả một cái dòng tộc, nên là buộc phải theo. Hay là nhiều câu chuyện các anh cựu chiến binh cũng chia sẻ lại là Pol Pot nó đánh rất lì. Thì có một câu chuyện bộ đội mình cũng chia sẻ lại rằng là không lì không được. Bởi vì không tấn công, không lên thì đồng nghĩa với cái chết. Cái chết thôi. Đấy, nó có một cái chế độ đối với lính Pol Pot là nó có một cái chế độ rất là phát xít. Hay còn gọi là nó quân lệnh của nó là phát xít. Bây giờ ông không hoàn thành được nhiệm vụ là về tôi giết cả gia đình anh. Vâng. Nên là trong suốt 10 năm đó thì bộ đội Việt Nam thì hy sinh nhiều lắm, hy sinh thương vong nó rất nhiều. Nói ra thì lại bỏ khơi lại những cái vết thương chiến tranh. Nhưng câu chuyện này thì ít được nhắc ở trong lịch sử, mà hầu như không nhắc. Mà các cái ký ức đó nó chỉ đọng trong những cái người trực tiếp tham gia chiến đấu thôi, chứ không phải là nó ở đâu ra cả. Không có nhà văn, nhà báo nào người ta viết cả lại. Mà chỉ chủ yếu là trong cái con người của các anh, trong cái ký ức, trong cái hồi ức đó. Và có một số cựu chiến binh người ta cũng viết lại được hồi ức. Đấy, nhưng mà chỉ nói được một phần khá là nhỏ thôi, không thể nói hết được. Không nhìn hết được. Khó khăn, thuận lợi lúc đấy. Trong khi thì nói như anh ấy, thế giới thì bao vây, kinh tế cấm vận. Nó làm cho nước Việt Nam ta điêu đứng. Thế liệt chứ. Mà trong khi lại các cái thế lực thù địch đó, âm mưu diễn biến hòa bình, lại nhằm mục đích là muốn lật đổ cái chế độ của Việt Nam mình nữa. Trong khi là đúng là ngăn bước quân thù phía Nam phía Bắc. Vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con. Bài hát đó phải nói là rất là sâu sắc. Thì trước khi vào câu chuyện thì kênh cũng chia sẻ cái nỗi niềm là như vậy. Rất mong quý vị và các bạn nhiệt tình ủng hộ. Sau đây mời anh Giới chia sẻ lại vài câu chuyện. Để tới đây em đưa anh sang Campuchia để tìm lại những cái ký ức đó, những cái năm tháng đó. Thế thì kênh lần này là sẽ tổ chức vào khoảng độ ngày, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 8 thì kênh sẽ tổ chức lên đường đưa anh Giới và anh Bùi Thanh Minh. Anh Bùi Thanh Minh cũng là đồng đội với anh, cũng là ở trung đoàn 7, và anh có những cái câu chuyện kỷ niệm ở bên đấy cũng rất là nhiều. Kính thưa quý vị khán giả, đặc biệt kính thưa tất cả các anh chị em, các đồng chí trong coi như là cựu chiến binh đã có thời gian công tác làm nhiệm vụ quốc tế tại đất nước Campuchia. Đồng thời cũng kính thưa các bạn hiện nay đang, những người coi như là gốc Campuchia đang sinh sống và công tác tại nước Campuchia, mà cũng có rất nhiều coi như là cái đóng góp với kênh lính chiến của anh Hoàng Ngọc Diện để coi như là thành đạt đến ngày hôm nay. Và chúng ta cũng rất mong muốn là xây dựng cho kênh lớn mạnh hơn nữa, để coi như là ráp nối lại cái tình đoàn kết hiểu nghị, như tiếng Campuchia gọi Samaki, giữa Việt Nam và Campuchia, trong để ôn lại những chặng đường coi như là những chặng đường mà bộ đội Việt Nam nói chung và chúng tôi nói riêng là làm nhiệm vụ quốc tế. Bây giờ đã trở về đời thường rồi, đến nay là cuộc chiến tranh cũng đã kết thúc, mà chúng tôi đã được về địa phương công tác tại địa phương đến nay cũng là 45 năm. Thế thì để nhớ lại những cái chặng đường xưa thì xin báo cáo với quý khán giả rằng, thì tuy rằng thời gian công tác không lâu tại Campuchia, cũng có hơn 10 năm thôi, nhưng mà hơn 10 năm thì bản thân tôi lại trải qua hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là chúng tôi vào coi như là nhập ngũ xong huấn luyện và được chuyển vào phía Nam, thì chúng tôi được coi như là biên chế vào coi như là tiểu đoàn 3, trung đoàn 7, trực thuộc quân khu 7, đi coi như tham gia chiến dịch ở Campuchia. Thế thì xin nói với kênh rằng, thì trong những cái từng giai đoạn một thì có nhiều kỷ niệm khác nhau.
tôi lại cũng may mắn cũng vì nhiệm vụ mà lại được giao nhiệm vụ làm hai cái giai đoạn này. Thì giai đoạn đầu tiên thì tham gia chiến đấu trực tiếp chiến đấu. Thì lúc đấy là tôi đang là, xin báo cáo là tôi đang là coi như là chiến sĩ. Thì mới vào mới là chiến sĩ thôi. Thì sau mới lên làm tiểu đội trưởng. Thế thôi. Thế thì đi tham gia cũng không được nhiều, từ năm 1978 cho đến coi như là năm 1980. Hết năm 79 giải phóng xong thì chúng ta lại biết rồi. Cuộc chiến tranh phía Tây Nam là rất nhanh. Chiến dịch thì mở vào ngày 23 tháng 12 năm và kết thúc vào ngày 7 tháng 1 năm 1979. Kết thúc. Thế thì nhưng mà cái giờ mà để gọi giờ rê đấy, giờ rê giải phóng đó, là có như 0 giờ ngày mùng 1 tháng 1 năm 1979. Còn chiến dịch chính thức, chiến dịch là quyết định là ngày 23 tháng 12 năm 78. Đấy, để nói như vậy. Thế theo ta được, theo ông ta được biết thì Bôn Bốt gọi tan rã, lực lượng Bôn Bốt tan rã. Ta lúc lực lượng của ta rất mạnh. Rất mạnh. So tương ứng lực lượng ta rất mạnh nên là Bôn Bốt bị tan rã. Tan rã thì chạy vào rừng. Chạy vào các ngưng biển vào rừng, nhất là các biên giới coi như là giáp Thái Lan. Đó là gồm các tỉnh như là Bua Sát, Cô Công và các tỉnh đấy là nhiều. À, chạy về đấy. Thì lúc đấy mục tiêu của đơn vị chúng tôi là chủ yếu là đi truy quét. Thì xin báo cáo với các đồng chí rằng đi truy quét nghĩa rằng là coi như là chúng tôi tưởng tượng rằng coi như là coi như từ tháng 3 năm 79 truy quét đến tháng 9 năm 1979. Vào mùa mưa. Xin báo cáo là vào mùa mưa thì coi như là công tác vận tải rồi công tác coi như là về hậu cần là rất kém, khó khăn lắm. Mà chúng ta biết rồi, lúc đấy Việt Nam ta rất khó khăn. Giải phóng xong thì là bị các nước phương Tây, Mỹ, đứng đầu là Mỹ cấm vận. Trung Quốc thì quay đầu. Ta còn dựa vào chữ Nga, Cuba và các nước phe chủ nghĩa thôi. Nên cuộc sống rất gặp khó khăn, ảnh hưởng đến cái công tác hậu cần của quân đội. Ta phải nghĩ như vậy. Thế thì đi truy quét như vậy thì báo cáo là cứ đi là từ coi như là hết điểm này điểm kia thì báo cáo chúng tôi là lính thì là bảo đi đâu đi đấy thôi. Còn các ông to như là đại đội với tiểu đoàn với trung đoàn với sư đoàn thì biết được chứ. Còn cái chi là mình là lính mà thì xin báo cáo là đi truy quét có hai bộ não thôi. Có hai bộ quần áo thì trong màn mưa, trời mùa mưa rồi ướt ẩm ướt rồi nó mục nát vứt đi. Mà cái vải Việt Nam ta, cái vải năm 1978 sản xuất ấy, là cái mấy nhà máy dệt của ta đó, cái nguyên vật liệu là rất kém. Quần áo mặc khoảng độ ướt khoảng độ vài tháng thôi là tự nứt. Kim chỉ thì không có, hoàn toàn là phải tiếp tục phải lấy cái như là cái quần áo của Bôn Bốt. Quần áo Bôn Bốt là cái gì? Quần áo Bôn Bốt là màu đen. Chứ mà quần áo Bôn Bốt mà màu xanh lá cây đâu. Màu đen hết, quần đen, áo đen. Áo có túi này, quần này coi như là có đút này. Quần đen hết. Lúc đấy là bộ đội ta cũng chủ yếu là coi như là anh nào thiếu thì cũng lấy quần áo đen nó mặc. Rồi chứ coi như là thì lúc đấy là cái phiên hiệu của đơn vị tôi là màu vàng. Là cắt cái ngày xưa là cái cờ ba que đó, cờ ba que của Mỹ ở Sài Gòn đấy, của Việt Nam Cộng Hòa. Tức là lúc đó cộng sản ta là thu gom lại là đem cấp cho các đơn vị, mỗi đơn vị một màu. Ví dụ như đơn vị tôi là màu vàng, có đơn vị màu đỏ, ví dụ sư 310 chúng tôi là màu vàng may, tức là tất cả phải may hết, may vào cù vai hết để coi như đánh dấu phiên hiệu của các sư đoàn. Sư đoàn để đi tham gia chiến đấu để coi như tránh nghiệm lầm lẫn. Bởi áo đen với này vì lúc đấy Bôn Bốt mặc toàn áo đen không mà. Thì tí tôi nói đến là tại sao đến khi mà đến năm 1981-82 thì với Bôn Bốt mới có cái quần áo carbon chứ, quần áo rất tốt. Tí tôi nói đoạn đấy. Thế là cái điều quan như vậy tôi nhớ nhất đến bây giờ. Bọn tôi thì là lính, nhưng mà lúc đấy là đa số là cấp trên là giao cho cán bộ trung đội, cán bộ đại đội, chính trị viên đại đội là cứ coi như là có cái em đó. Thì cho em xin báo cáo, nó 5 tuổi có, 7 tuổi có, 8 tuổi có lấy được trong rừng đấy, cái nơi tị nạn đó. Thế rồi coi như là lực lượng đưa ra không có. Đưa ra thì không có phương tiện đưa ra cả.
vì mùa mưa ngập mùa mưa ngập lụt mà phương tiện lúc đấy ô tô cũng đang khó khăn, ô tô cũng đang khó khăn chứ đừng nói máy bay thậm chí có những máy bay mà coi như là đi tải gạo nữa, tải một cái máy bay coi như là cái máy tôi nhớ là cái máy bay cũng nhỏ, bọn tôi gọi là máy bay bà già mà, thì cánh cửa không có, cánh cửa có đâu, cánh cửa nó không có, như là đem được là như là cái bao gạo mà cái sọc ngày xưa bao gạo một tạ một đấy, có cái sọc xanh đó, chở nước xuống được coi như là 5 bao gạo thì mới chở thương binh đi, là chở thương binh và chở coi như là tử sĩ, là tử sĩ đang ưu tiên đó, đang ưu tiên nhưng còn chưa thực hiện đến cái đoạn mà coi như là phải chở coi như là các cái dân tị nạn mà chở coi như ra được, bởi vì không có cái gì phương tiện nên là phải giao cho các đồng chí đại đội trung đội, nhất mấy đồng chí chỉ huy viên là mỗi đồng chí là quản lý là một cháu đi hành quân mà tức cười lắm, đi trong rừng hôm nay tức cười lắm. Thế thì cũng tiếng thì không biết, lúc đó cái ở trong rừng có phải gì đâu, có phải gì đâu mà có biết tiếng, thì cũng dùng các cái từ để ăn cơm thì như bây giờ chúng tôi biết hốt bay chứ ngày xưa biết cái đâu được, thì gọi nó cho ra ăn cơm vì nó không biết tiếng Việt đâu. Thế thì cứ đứa là lần lượt coi như cái năm tháng, mãi đến tháng 8 năm 1979 bắt đầu về đến coi như là cô công rút từ cái giốc đầu bò về. Chúng ta vượt giốc đầu bò tại sao nói như vậy, giốc đầu bò này tại sao trong bản đồ nó không gọi là giốc đầu bò đâu, bộ là giống bộ đội mình đặt, giốc đầu bò này tên bộ đội mình đặt. Thì tại sao tên bộ đội mình đặt giốc đầu bò này thì xin báo cáo với các đồng chí là cái này là nó lúc đấy tôi là lính nên thực tế là tôi cũng không được rành cái trong cái bản đồ, cán bộ thì biết bản đồ chứ lính biết gì. Thế thì người ta nói là mà đến thực tế là tôi nhìn thấy nè, như là cái dốc ngay cái biên giới giữa Thái Lan Campuchia, cái dốc đấy dài tầm cỡ, nếu trong bản đồ thì nghe cái mấy đồng chí cán bộ nói thôi, cái dốc này dài coi như cao tầm cỡ khoảng độ coi như là phải đi hơn ngày thì hết cái dốc đấy, dài thế đấy, tức là nước mà tôi mang đi là không mang bình tông một lít đâu, bình tông 5 lít đấy, sau cấp bình tông 5 lít là cứ một tiểu đội là đem thêm một cái gùi thêm một cái bình tông 5 lít nước mình nó biết đấy, cái gì nữa. Thế đây cái dốc đó là lý do là sao bộ đội ta đặt nước đồ bò là khi mà Pol Pot rút quân và dân tị nạn chạy sang Thái Lan thì đến đó là xe cộ cũng không lên được cái dốc đó, xe cộ không lên được. Ngày Campuchia ta được thường cái có xe bò đấy, cái xe bò ta có 2 chân bò đi một đấy, 2 chân bò là bò cặp đấy chứ không như miền Bắc ta đâu là bò một con đâu, bò ta bò 2 con cặp đi cặp đôi này. Đến đó rồi coi như là cũng đập coi như là vứt xe xuống suối là coi như đập bò làm thịt ăn, thứ thì người ta mang đi, thứ thì vứt xương xấu coi như là cá cái suối là đầu bò cái đầu gì? Bò xương bò chân bò nên lính ta đặt đó là suối đầu bò chứ bản đồ không có đâu, bây giờ các đồng chí soi bản đồ không có đâu, không có cái đó đâu. Đó là cái kỷ niệm nhất là coi như các cháu lúc đấy là coi như cái tuổi đấy cứ đi theo, chứ là lúc đấy là coi như cũng bộ đội tự may thôi, thì may là cái bộ đội ta thì nhiều anh cũng cẩn thận, thì đa số người ta có nhặt cái kim chỉ ta cất trong túi trước, như bọn tôi thì cũng chả biết gì có kim chỉ đâu, nhưng các đồng chí mà có kim chỉ thì là lấy cái vải đen đó, cái vải đen trong đi nhặt được đấy, rồi coi như là vá lại thành cái tường gạo thì bọn tôi thì thường khi là 7 cân đấy. Nhưng mà cái tường gạo làm cho các em bé là tầm có khoảng độ 2-3 cân thôi, anh bằng to hơn cái cổ tay tí thôi, vì anh nhỏ mà, thì anh nhỏ cũng phải sai anh vác, ý là để cho phục vụ cho anh ăn, anh đủ cái cho anh ăn thôi chứ không phải là phục cho mình, mà ý là tính là coi như ăn cho anh ăn đủ cho anh ăn, còn ta là đủ tan, lúc đấy như thế, nên là cái bây giờ mà các cháu nào mà có những cái trường hợp đó, nằm trường hợp đó, thì tôi cảm cho bây giờ các cháu mà biết được thì cháu nó phải cảm ơn, mà đúng là chúng tôi nha không bao giờ hát hủi các cháu một câu vì tiếng không biết gì cả, còn coi như là mấy chị em phụ nữ nữa chưa kịp ra đó thì coi như là nói chứ bộ đội ta cũng khao khát về tình cảm chứ, nhưng mà không ai dám đụng chạm gì hết, gác là gác, canh gác là canh gác, cơm nước đến bữa là coi như là đem cho ăn, nhưng mà riêng cái người dân á là tạo điều kiện cho đi trước, còn các cháu mà tình nguyện đi bộ đội Việt Nam đó mà lại không bố không mẹ, những đứa này là không có bố mẹ đấy, nên lại hắn cũng thích đi tình nguyện đi với đội Việt Nam, nhưng mà đến khi tháng 9 năm tháng 8 năm 1979
cái lúc đó lệnh của coi như là Việt Nam ta là không một đơn vị nào được giữ coi như các cháu đi theo nữa, vì nhiệm vụ phía trước còn nhiều. Tránh trường hợp là nước ngoài ấy, tức là mình cảnh giác là nước ngoài bọn phản động là hắn lợi dụng coi như Việt Nam là lấy coi như là các trẻ sơ sinh đi phục vụ cho coi như là chiến tranh. Nên lúc đấy là cái lệnh là coi như là, vì lúc đấy là cũng quen rồi, các cháu muốn đi chơi đi với bộ đội. Nhưng mà lúc đó là coi như là có cái lệnh gì đấy, thì tự nhiên là có cái lệnh xuống và bố chuyển hết đem ô tô đến cái đường lộ này ở Đông Bình ấy, đem các cháu này về cái trại mồ côi ấy, cái trại mồ côi nhận hết, thì coi như là không cho đi theo bộ đội Việt Nam nữa. Nhưng mà đây là mình là người coi như là giúp các cháu thôi, nhưng mà cái kẻ coi như là địch hắn lợi dụng. Mà lúc đó là hắn nói Việt Nam ta đi xâm lược Campuchia chứ, cái bọn phản động ấy có nói Việt Nam là một quốc tế đâu, nên Việt Nam tránh hợp đó. Nên cái đó là một cái kỷ niệm trong cuộc đời tôi. Bây giờ cứ nhìn các cháu đi mà, nhưng sau tôi nhìn lại, quay lại nhìn thì cũng thấy hay, cũng thấy nguồn động viên có hay, con nít từ người lớn đi nó cũng thấy hay. Nên là cũng là một cái kỷ niệm đó. Thì nếu các cháu nào người Campuchia mà lúc đấy còn nhớ lại những cái hình ảnh đó, thì xin các cháu coi như xin liên hệ lại. Đấy. Thì cái giai đoạn đầu tiên là tôi nhớ nhất là những cái ấn tượng đó. Thế thì cái ấn tượng thứ hai là tôi xin nói với kênh mà nó chất thật hôm nay này, tức là cũng vào coi như là cái tỉnh Cô Công, thì đánh vào đó là tôi nói là toàn kho muối không. Muối là muối của Bôn Bốt, nó coi như là trừ lại đến hoạt động, tức là những cái kho hàng trăm tấn muối. Mà muối như trong miền Nam làm cái muối mới cục á, hạt to lắm, chứ không muối Bắc ta làm nhỏ, muối mới cục á. Đầu tiên họ cứ bảo là mỏ muối chứ không phải. Muối này người ta làm theo cái cục to thế, cũng nước biển làm ra thôi. Chứ còn lúc đầu tiên lính bảo cái muối này là muối mỏ đây, mỏ đâu có muối, muối sản xuất từ biển ra chứ. Nhưng mà làm cục to, hồ to lắm, hồ to có cục bằng nắm tay. Thế thì vào đó thì kho muối kho bắt đầu cái vải, không biết cái vải toàn terong cada không, cái vải ấy, xếp trong cái rừng. Thế đầu tiên lính ta là cũng tham, mỗi thằng cắt mấy mét đeo rồi để coi như là thiếu để may quần áo mặc. Nhưng mà đến khi hành quân chán ra rồi coi như là nặng quá là vứt sạch rồi. Vứt sạch thảm bát bỏ mầm. Còn lại bao nhiêu nữa bắt đầu đốt. Đốt là gì? Đốt là gì? Mục tiêu là không cho con bốt sử dụng. Đời tôi từ bé lớn tôi mới thấy cái cảnh muối cháy. Hắn cứ đổ bum bum nổ muối. Đúng lúc đó biết là muối cháy. Nên là cái ấn tượng thứ hai là cái ấn tượng mà thời kỳ tôi ở Cô Công ấy. Mà tôi ở Cô Công. Thế là xin báo cáo với kênh, thì sau đó thì chuyện còn dài. Nhưng mà sau đó tôi mới trở lại coi như nhiệm vụ thứ hai. Thì năm 1980 tôi được Đảng và Nhà nước cái đơn vị cho đi học tiếng Campuchia. Thì học tiếng Campuchia thì thời gian không dài đâu. Thời gian cũng có coi như là 9 tháng nhưng mà rút gọn có 6 tháng thôi. Học tiếng Campuchia để về là công tác coi như là chuyên gia. Thì tôi xin chia sẻ với kênh, với các đồng chí mà ngày xưa cũng làm nhiệm vụ thôi, ngoài công tác chiến đấu ra, thì bắt đầu bước giai đoạn 2 là cái giai đoạn coi như là xây dựng chính quyền. Thì trong công tác xây dựng chính quyền thì có nhiều cái ấn tượng. Đến bây giờ tôi nghĩ rằng tại sao cái nguyện vọng của tôi là cũng muốn trở lại Campuchia một lần. Thì nói chi thì nói, các đồng chí hiểu rồi, cuộc sống chúng ta là coi như là có sinh có tử. Thì muốn là bây giờ tuổi cũng cao rồi, nhưng mà cũng muốn trở lại coi như là đất nước Campuchia, thăm lại chiến trường, nhất là thăm lại những người ngày xưa đã từng cứu mang tôi trong cái thời kỳ ban sơ đầu tiên là xây dựng chính quyền. Khó khăn như thế nào? Khó khăn, nhiều các khó khăn. Khó khăn về công tác bảo vệ. Thì nhân tiện qua đây thì tôi cũng
xin kênh, cố gắng tạo mọi điều kiện cùng với quý khán giả hâm mộ kênh, cùng với các anh chị em hay theo dõi trên kênh, thì cùng đồng hành, động viên tinh thần vật chất, để coi như là đầu tiên là bản thân tôi được trở lại đất nước Campuchia, để coi như là gặp lại những người ngày xưa mình đã nói là giúp đỡ mình và cứu mang mình trong các cái cuộc ban đầu rất hoang sợ, rất coi như là ban sơ và rất mới mẻ. Trên báo cáo thì tôi nên cùng tóm tắt sơ bộ thôi vì thời gian có hạn. Thế thì sau khi tôi được nhà nước cho đi học tiếng Campuchia về, nói chung chỉ học tiếng thôi, chứ nghiệp vụ là không được học chứ. Chỉ học tiếng. Còn nghiệp vụ thì lúc đấy là chúng tôi đi học là phong con hàm của tôi là chuẩn úy. Tôi là chuẩn úy. Ngày xưa đang còn cái chế độ chuẩn úy. Sau này bỏ chuẩn úy thôi. Còn đang còn cái chuẩn úy nữa. Thì trước đi học là phong chúng tôi là chuẩn úy. Học 6 tháng về thì nhận nhiệm vụ, tôi nhớ mãi là đầu tiên nhiệm vụ của tôi đầu tiên là về coi như là cái phum Prat Sangke. Ta gọi là cái thôn ấy. Còn cái hát xã là Piem Kutsana. Còn huyện là huyện coi như là Siếc Tưng Chong. Tiếng phổ thông trong tiếng bản đồ gọi là Siếc Tưng Chong, nhưng mà trong dân thường thì gọi là Tưng Thoảng. Mà dân thường người ta gọi Tưng Thoảng. Người ta gọi Tưng Thoảng. Thế thì về đó nhận nhiệm vụ. Thì các đồng chí biết rồi. Thì cái công tác coi như là xây dựng chính quyền Campuchia thì từ có số 0. Đây, từ số 0. Thì từ cái chỗ mà thằng Bốn Bốt đánh thực hắn thực hiện 5-0. Thì bây giờ là mình là phải xây dựng lại cái 5-0 đó. Đây, cái đúng là này. Mà xây dựng thì báo cáo thì nói chung nghiệp vụ chúng tôi thì không có. Báo cáo không đi học. Học thì học tiếng thôi. Còn chứ học về quân sự là coi như là vậy thôi. Chứ còn thực tế là để mà cái công tác chính quyền thì hoàn toàn là tự mình. Tự mình nhận thức ra. Đúng rồi. Nhận thức và tự mình rồi coi như là để điều hành một xã. Báo cáo là gì? Như chúng tôi lúc đấy là như một thằng chủ tịch xã. Hết là phái viên chuyên gia cấp xã. Đây, đấy ta phải nói thế này này. Thì bảo không phải chính quyền mà dựng một toàn thể. Từ khi là chùa chiền thì là thằng Bốn Bốt giải phóng đó. Thì phải coi như vận động coi như là vận động coi như là chính quyền là cho nhân dân được coi như tự do tín ngưỡng lên chùa đi cúng, các sư sãi là trở về hoạt động. Đây. Về cái trong cái không đó là có cái không trường học. Không trường học. Thì cái chợ búa thì hết tự có rồi. Chợ búa thì cái cuộc sống, nhu cầu cuộc sống người dân là tự có là phát thôi. Anh nghĩ nhu cầu ra trao đổi lên đem ra ngoài đó anh tự ra rồi hắn lại xây lại. Rồi. Cái đó cũng không cần coi như là đến chính quyền. Nhưng mà cái trường học, cái nhu cầu trường học. Thì nhu cầu trường học này ta biết rồi. Thì Bốn Bốt cầm quyền 3 năm 8 tháng 20 ngày này thì không học. Thì 3 năm thì 4 năm đấy. Thì 4 năm học nữa. Thì lúc đấy cái lứa tuổi coi như là đáng lẽ được đi học năm 1975 được đi học. Thì đến năm 1979 này thì 4 năm thì không được đi học. Không đi học thì lớp 1 thì nó là phải là 7 tuổi cộng với 4 năm anh là phải là 11 12 tuổi. Vâng. Đúng rồi, ta hiểu đấy. Đọc sinh lớn lắm. lớn. Lớn 4 năm trời lớn như. Nhà lớn xong chứ. Thế thì giáo viên thì không có. Trường học nó phải được còn đâu nữa. Trường học phá hết cái tri thức nó diệt hết. Có còn gì đâu, trường học không còn nữa. Các trường học là anh phá làm các cái nhà ăn đấy, cái nhà nấu cơm ở dưới tung tành bênh cho bé rồi còn. Hay rồi còn. Thế thì lúc đấy thì coi như là cán bộ xã thì người ta bảo bây giờ hết khó khăn. Thì bây giờ chú ý chuyên gia thế nào? Làm nào? Thì tôi mới nghĩ rằng tôi bảo bây giờ là muốn bây giờ có học sinh học thì phải có giáo viên. Mà giáo viên bây giờ tìm ai đấy? Thế tôi mới bảo cái ông, thì ông gặp tôi bảo thôi bây giờ này. Bây giờ lúc tôi thử gọi đồng chí không à?
Ừ, tôi đồng chí là sao mất là đồng chí thôi. Đồng chí bây giờ rà soát toàn bộ lại tất cả coi như là trong thôn, trong thôn, trong xã ta, trong xã ta là coi như là còn còn cái giáo viên cũ ngày xưa hay không. Đầu tiên là mình muốn ta tìm lại thế. À, cái thứ hai là nếu lại tiếp tục lần lại tiếp tục như phán hai là rà soát lại toàn bộ những người có coi học thức của Campuchia. Thì về triển khai đến từng đội tổ công tác một, thì những ngày hôm sau thì ông đến báo cáo hiện nay là tìm được ba người là giáo viên thời kỳ Xin Úc. Nhưng mà non là bị coi như là không được làm, tôi báo Xin Úc cũng được, miễn là Xin Úc hay là non chế độ non hay chế độ Xin Úc hoặc chế độ bôn bốt trong chế nằm chính quyền bốt mà có học thức, có coi như sư phạm, bằng có sư phạm thì ta cứ đem vào cái này để dạy coi như các cháu. Thứ nhất là đầu tiên là dạy lớp 1. Thì bắt đầu là hạ lớp 1, cháu lớp 1 2 3 4 thì lớp 2 3 4 lên lớn lắm rồi. Lớn lắm. Thế là đồng chí là bảo nhất trí sau tìm được coi như là bốn người. Thế chúng tôi tổ chức họp và tổ chức coi như là gặp mặt coi như là mấy đồng chí giáo viên đó. Mấy thầy giáo đó. Mấy cùng ru, cùng ru là thầy giáo mà. Giáo đó cũng nói chuyện nó trước coi như là cũng nêu khó khăn trước. Thì bây giờ tạo mọi điều kiện, bây giờ kinh phí sẽ đầu tiên tôi sẽ lập danh sách báo cáo lên chuyên gia huyện là ra để báo cáo lên để coi như lập cái danh sách coi như là những người coi như là dạy học. Lúc này chưa có lương đâu, anh gọi là coi như là đầu ban sơ đầu tiên là coi như để coi như lấy phụ cấp để cho người ta hoạt động. Thế từ đó cho đi là coi như là tôi đem về huyện báo cáo. Thì huyện đánh giá rất cao, là coi như là báo cáo với chuyên gia. Vì chúng ta đánh giá rất cao là việc coi như là tổ chức coi như là cho coi như là học sinh như thế. Thì để rút kinh nghiệm cho các xã khác, các đồng chí chuyên gia các xã khác để làm theo cái khuôn mẫu đó. Bây giờ bằng giá nào bây giờ phải có học sinh, phải có giáo viên, có học sinh rồi phải có giáo viên. Thì báo cáo có học sinh thì rất đơn giản, vì có thu phí gì đâu, không thu học phí gì cả, mà lại sách bút này được huyện lại cấp xuống nữa. Lúc đó bắt đầu ban đầu tiên là Việt Nam chuyển sách giấy bút sang. À thế là sách vở là Việt Nam chuyển. Việt Nam chuyển hết chứ. Đầu tiên Việt Nam chuyển hết, chuyển sách từ Việt Nam sang hết để cấp cho coi như là các cái lớp học, từ xã một.